Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chinh phục ngọn hải đăng Mũi Dinh. Mời các bạn đón xem. Nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 40 km về phía nam, thuộc làng Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Hải đăng Mũi Dinh là một công trình kiến trúc Pháp in hẳn năm tháng sau hơn 100 năm xây dựng. Đây là ngọn hải đăng duy nhất của tỉnh Ninh Thuận và có vị trí địa lý nằm hoàn toàn khác biệt với khu dân cư như nơi đánh bắt, nuôi trồng và sản xuất. Khi tới khu vực Mũi Dinh, tại các quán ăn nơi đây, bạn có thể dễ dàng thuê xe ôm trở lên hải đăng Mũi Dinh với giá 150.000 một người. Để tới được trạm hải đăng Mũi Dinh, mình sẽ phải vượt qua đoạn đường đầy vất vả với cái nhiệt độ nóng như thiêu khi đi qua những bãi cát vàng được ví là tiểu sa mạc của tỉnh Ninh Thuận, cùng với con đường vượt qua những ngọn núi cực kỳ dốc và còn có đá lở trông khá nguy hiểm. Sau một hồi di chuyển đầy gian nan vất vả thì mình cũng đã tới trạm hải đăng Mũi Dinh. Độ cao tại nơi đây là gần 200m so với mực nước biển. Tại trạm hải đăng không có điện lưới mà được trang bị hệ thống điện năng lượng mặt trời để sinh hoạt. Theo như lịch sử ghi chép, hải đăng Kê Gà và hải đăng Mũi Dinh là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất trong tất cả những ngọn hải đăng ở khu vực miền Trung. Hải đăng Mũi Dinh được xây dựng vào những năm quân Pháp còn đô hộ nước ta. Về năm cụ thể ngọn hải đăng xuất hiện vẫn chưa có cơ sở nào để khẳng định chắc chắn. Có một số tài liệu ghi năm 1898 và năm 1904. Bây giờ mình sẽ đi lên tháp đèn ở ngọn hải đăng để ngắm nhìn vùng biển nơi đây. Khi lên tới vị trí này của ngọn hải đăng, mình cảm thấy như bị mê hoặc bởi thiên nhiên nơi đây. Và từ vị trí này mình có thể quan sát một vùng biển bao la với bầu trời đầy nắng rực rỡ. Đây là nhà ở của người trông coi hải đăng các bạn, bộ đội biên phòng. Đây là cái lối biên phòng. Sau khi tham quan ngọn hải đăng xong thì đã đến lúc mình rời đi và đoạn đường xuống giờ đây mới đầy thử thách cho tí xe ôm.